Hallelujah. Xin chào ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay ngày mới, Blume xin kính chúc cho đại gia đình thân thương một ngày mới vui vẻ, phước hạnh, yêu thương và dư dật nha cả nhà. Hôm nay Blume đi ra trung tâm nè để đi mua sắm. Có cái gì để quay cái đó cho đại gia đình mình xem nha. Đi ngang đây thấy bông hoa đẹp quá cả nhà ơi. Ở đây người Đức sao họ trồng hoa đẹp quá đi thôi đó. Đẹp quá, phải quay lại cho đại gia đình mình xem thôi. Hoa ơi là hoa, đẹp như thế này mà. Hoa màu tím hồng, màu tím thủy chung, màu hồng sắc pháo, đẹp ơi là đẹp luôn cả nhà. Các bạn ơi, các bạn có thích hoa này không nè? Quá chừng đẹp luôn. Mời đại gia đình mình đi cùng nha các bạn ơi. Đi vào siêu thị coi có gì không nha. Mình sẽ quay lại cho đại gia đình mình xem. Mình đi thôi cả nhà ơi. Các bạn đi cùng mình nha. Đi thôi, đi thôi. Mình đi vô cửa hàng này nha cả nhà. Các bạn ơi, mình đi vô cửa hàng này mua sắm thôi. Quay xung quanh cho đại gia đình mình xem nè. Ở trong đây là tiệm uống tóc cả nhà. Còn đây là tiệm bán quần áo. Người ta trang trí có nhiều hoa đẹp nữa nè cả nhà ơi. Các bạn ơi, đẹp chưa nè. Năm nay là mùa hè, năm nay là mua đem về đồ jean đó cả nhà. Đó, đồ jean rất là đẹp luôn. Đây cả nhà, tiệm bán quần áo nè. Đó. Nhà thấy đẹp luôn nè. Đây là tiệm bán điện thoại cả nhà ơi. Các bạn ơi, các bạn mua điện thoại luôn nè. Tiệm bán điện thoại trong này nè cả nhà. Telephone đó, để bán điện thoại cả nhà. Bây giờ mình lên trên lầu nha cả nhà. Mình lên trên lầu mình mua đồ thôi cả nhà ơi. Các bạn đi cùng mình nha. Tiến lên thôi. Đây đi lên cầu thang nè cả nhà. Đây lên cầu thang đây để mua đồ. Đi lên cầu thang máy đó cả nhà. Tới rồi đây, tới rồi, đi thôi. Wow, ở đây có trò chơi trẻ em này nè cả nhà. Đây, trò chơi trẻ em ở đây nè. Các em thích không nè? Chỗ này là chỗ chơi của các em nè. Các em nhỏ ơi, rất là đẹp luôn. Quá chừng đồ chơi luôn cả nhà. Đây, đẹp chưa nè. Có em bé chơi ngựa rồi kìa. Wow, đẹp quá. Trong đây có nhiều đồ chơi nè. Có dòng ngựa, có ô tô nữa kìa. Wow, các em nhỏ thích lắm nè. Các em nhỏ ơi, các em nhỏ thích không nè. Wow, có thuyền, có đồ chơi đầy đủ hết. Wow, đẹp quá. Rồi mình vô tiệm nha cả nhà. Mình vô tiệm mua đồ thôi nè. Cái tiệm này bán gì nha cả nhà. Các bạn ơi, các bạn đi cùng mình nha. Xem coi có những gì hay không nha. Mình không mua trên cả nhà, mình xuống dưới mình mua cả nhà ơi. Đó, đi xuống dưới mua thôi. Ở trên không có đồ để mình mua theo ý của mình đó cả nhà. Giờ mình phải đi xuống dưới nè. Wow, xuống dưới đẹp không cả nhà. Các bạn thấy đẹp không nè. Hoành tráng chưa cả nhà ơi. Các bạn ơi, mình mua bằng chải đánh răng nha các bạn. Ơi, các bạn thấy bằng chải đánh răng đẹp không nè. Mình mua một cái nha các bạn. Đây, mình mua cái bằng chải đánh răng đây các bạn ơi. Đây, bạn chạy đánh răng đây. mua nha các bạn. Đây nè các bạn, bằng chạy đánh răng như vậy nè. Đó, các bạn mình thấy đẹp không nè? Ồ, cả nhà thấy bằng chạy đánh răng này như thế nào nè? Ôi, đánh răng là sạch răng lắm cả nhà ơi. Mua về thôi. Mua nha cả nhà. Mua cái rồi, mua thôi. Mua bàn chải rồi thì bây giờ mình mua kem đánh răng nha cả nhà. Các bạn ơi, bây giờ mình mua bàn chải đánh răng xong rồi thì bây giờ mình lại mua kem đánh răng nha cả nhà. Cho đẹp răng nè, cho thơm răng nha cả nhà. Đây, kem đánh răng nhiều loại lắm cả nhà. Đây, cả nhà mình thấy nhiều loại không nè. Cả nhà mình thích loại đánh răng nào nè. Wow, kem đánh răng đó cả nhà. Sạch đẹp răng luôn nha, trắng trẻo nè, thơm nè. Mình lấy cái nha cả nhà. Các bạn ơi, lấy kem đánh răng về đánh răng cho sạch thôi, cho thơm miệng thôi. Các bạn mình thấy ở đây nhiều đồ không nè. Bán rất là nhiều đồ luôn cả nhà. Dụng cụ cho gia đình nè. Cả nhà đầy đủ đồ luôn. Rất là nhiều đồ luôn cả nhà. Chai lọ đồ đầy đủ. Cả nhà mua cái gì cũng có cả nhà ơi. Tha hồ lựa luôn đó. Đây là quầy cà phê cả nhà ơi. Quầy cà phê ở đây. Cả nhà mình có thích uống cà phê không nè? Các loại cà phê cả nhà ơi. Cà phê chino nè. Nhiều loại cà phê ngon nè cả nhà. Lá thơ cà phê nè. Wow, các bạn mình thích uống không? Rồi cà phê này uống ngon cả nhà. Mình hay uống lắm. Uống nhiều cà phê là mất ngủ đó cả nhà. Rồi cacao nữa. Đại gia đình ơi, xem nè, cacao. Cacao các bạn ơi, các bạn thích uống cacao không nè? Có mấy loại cacao luôn á cả nhà. Đó, cacao này uống không cũng được, uống nóng, uống lạnh cũng được. Uống với đá cũng được, mà uống với nước sôi cũng được. Rồi bỏ sữa vô uống cũng được cả nhà. Hay là uống không vậy cũng được. Đó, cả nhà mình thấy ngon không nè? Ngon mua bịch nha cả nhà. Mua bịch cacao nha cả nhà. Các bạn ơi, mua thôi, về uống thôi. Ngon ơi là ngon mà. Đây, mình mua loại cà phê in này nha cả nhà. Cà phê có sữa trong đây nè. Một gói là được 1 ly cả nhà. Mình mua gói này nha. Đây, mình mua gói này cả nhà ơi. Và đây cacao. Cacao này cả nhà. Mình mua loại cacao này nha. Cacao này uống ngon nè. Đây, cà ba. Cacao các bạn ơi. Mua nha cả nhà. Mình mua bịch này. Vì uống ngon lắm cả nhà ơi. Mua thôi. Mua cả nhà. Ở đây nhiều loại cà phê lắm cả nhà. Nhiều lắm. Nhưng không mua hết được cả nhà. Mua uống từ từ thôi. Uống từ từ thôi cả nhà ơi. Đây, mời cả nhà ly cà phê nha. Mời các bạn ly cà phê nha. Cà phê ngon cả nhà ơi. Cà phê ngon nha. Các bạn ơi, mua cà phê uống rồi thì bây giờ phải mua bánh ngọt để ăn chứ. Mua bánh ngọt nè, để ăn uống cà phê mới ngon hả cả nhà. Đây, các bánh ngọt ngon nè cả nhà. Có chanh nè, có dừa nữa nè, có sô-cô-la nữa nè. Wow, ngon quá cả nhà ơi. Có hạt dẻ nữa nè cả nhà. Đó, bánh hạt dẻ nữa kìa. Bánh dâu nữa nè. Đó cả nhà. Rồi mình mua để uống cà phê nhé cả nhà. Rồi ăn uống cà phê thì mới ngon chứ, đúng không nè. Mình mua bịch nha cả nhà, mua bịch nha, bịch nào mua bịch nha cả nhà. Các bạn ơi, các bạn thích ăn bánh không nè, mua cùng mùi luôn rồi nha. Mình mua bịch bánh dâu này cả nhà. Các bạn ơi, mình mua bịch này nè, về uống cà phê với cacao là ngon lắm rồi. Đây cả nhà, mình mua bịch này nha. Đây, đây cũng có mấy loại bánh nữa nè cả nhà. Cũng có mấy loại bánh luôn cả nhà ơi. Rồi bánh sô-cô-la nè. Nhưng mà sô-cô-la thì nóng nó chảy cả nhà. Bánh sô-cô-la này thì mình ăn liền á, hoặc là để tủ lạnh một chút. Cái này nó hay chảy lắm. Sô-cô-la nóng là nó chảy ra đó cả nhà. Mình mua bịch bánh nữa nha cả nhà. Đây, mua bánh gì uống cà phê cả nhà ơi. Mua bịch nha cả nhà. Các bạn ơi, mua bánh cùng mình nha. Đây cả nhà xem nè, tiệm này bán nhiều đồ không nè. Mình mua được mấy thứ ăn sáng đó cả nhà, cà phê nè, cacao nè, rồi bánh để ăn sáng đó cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không nè. Đây có nhiều nước nữa nè cả nhà, cola, Fanta. Wow, nhiều loại nước cũng ngon lắm cả nhà, vàng nước luôn nè cả nhà ơi. Mình mua xong cả nhà ơi, bây giờ ra tính tiền thôi. Bây giờ mình quay sơ lại ở đây cho đại gia đình mình xem nè. Ở sau này, ở chỗ này rộng rãi luôn cả nhà, rất là bán được rất là nhiều đồ đó cả nhà. Quay lại cho đại gia đình mình xem nè. Bây giờ mình ra tính tiền nha cả nhà. Đại gia đình thân thương ơi, các bạn ơi, ở đây dài hạ giá nè. Mình tiến vào nha cả nhà, mình tiến vào mình xem nha cả nhà. Các bạn ơi, đi cùng mình nha, xem giày ở đây có đẹp không này nha. Đây, giày đây cả nhà ơi. Các bạn ơi, đẹp không nè. Wow, đẹp chưa. Wow, nhiều loại luôn cả nhà ơi, rất rất là đẹp luôn. Các bạn mình thấy đẹp không nè. Wow, đẹp quá cả nhà. Đôi này đẹp không các bạn ơi, các bạn xem nè, đẹp không nè. Đang hạ giá nè cả nhà. Đây cả nhà ơi, cả nhà thấy giày đẹp không nè. Quá chừng đôi giày đẹp luôn đó, các kiểu đẹp luôn cả nhà. Ôi, anh chị em mình chọn đi, chọn cho người yêu với nha. Mua giày tặng người yêu cả nhà ơi. Đây, mấy anh mua tặng cho người yêu nha. Quá chừng giày đẹp của nữ nè. Đó cả nhà. Giày đẹp của nữ nè. Anh ơi, mua tặng cho người yêu nha. Quá chừng đẹp rồi giày luôn cả nhà ơi. Giày đẹp ơi là đẹp nè. Cả nhà. Đây là giày nam cả nhà ơi. Ôi, giày nam cả nhà. Mấy chị em mua tặng người yêu nha. Đây, giày nam đây cả nhà. Ôi, tặng cho người yêu mình thôi cả nhà ơi. Tặng cho người yêu nha, tặng cho ông xã nha mấy chị em. Đẹp ơi là đẹp luôn đó. Quá chừng vậy đẹp luôn cả nhà ơi. Cả nhà tha hồ chọn nha, tặng người yêu nha. Đây, mấy anh có thôn nè, vô tay nha mấy anh ơi. Vô tay nha. Chọn một đôi mang nha cả nhà. Mấy anh em ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rạng rỡ giày luôn cả nhà. Tặng cho người yêu thôi. Cả nhà rất là rộng lớn nha, tha hồ chọn cả nhà ơi. Wow, mình xem xong giày rồi cả nhà ơi, xem xong giày rồi, giờ phải đi ra ngoài thôi cả nhà. Mua xong đồ rồi, giờ đi về thôi cả nhà ơi. Đây cũng có tiệm kiểu bánh ngon quá cả nhà, ngon ơi là ngon nè. Wow, các loại kẹo bánh luôn cả nhà. Mấy chị em mình thích ăn kẹo bánh luôn nè, quá thịt kẹo luôn, có con bò hung nữa nè cả nhà. Đây kẹo sô cô la bò hung cả nhà ơi, em mình thích không nè. Con nước uống nữa nè, ngon ơi là ngon nè. Cả nhà mình uống nước thôi. Mình mua đồ, mua giày, mua đồ xong rồi cả nhà, mua bánh kẹo xong rồi, bây giờ đi về thôi cả nhà ơi. Mấy chị em, anh chị em mình mua giày tặng người yêu nha, tặng người yêu kỷ niệm đó cả nhà. Tặng thôi, tặng người yêu, tặng ông xã nha. Nếu cả nhà thích video của Blume, cả nhà nhớ đăng ký kênh cho mình với nha cả nhà. Các bạn ơi, nhớ đăng ký kênh cho mình với nha, để Blume sẽ có nhiều động lực làm nhiều video hay cho đại gia đình mình xem nè. Hôm nay dẫn đại gia đình mình đi mua sắm nha, mua kẹo, bánh rồi mua giày. Các bạn ơi, cả nhà ơi, mua giày tặng người yêu nha, tặng cho ông xã nha. Giày đẹp ơi là đẹp luôn cả nhà. Một hàng giày, quá chừng đẹp luôn. Giày nam, giày nữ đều có cả. Rồi ra đây có bông hoa đẹp nữa nè, màu tím nữa nè, màu hồng sắc pháo nè, quá đẹp luôn cả nhà. Cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mình cũng xin kính chúc cho đại gia đình, ông bà, cô chú, bác, anh chị em và các bạn nơi nào còn sáng thì một buổi sáng vui vẻ, bình an, phước hạnh, yêu thương, dư dật trong ngày nha cả nhà. Còn nơi nào tối thì mình cũng xin kính chúc cho đại gia đình, ông bà, cô chú, bác, anh chị em và các bạn một buổi tối vui vẻ, bình an cùng gia đình và người thân nha cả nhà. Mình chúc cho buổi tối cả nhà mình ngủ thật là ngon luôn. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều, cảm ơn các bạn. Đây là vùng nơi mình ở cả nhà. Đó, cả nhà thấy đẹp không nè, rất là nhiều bông hoa đẹp luôn nè, màu bông hoa sắc pháo đó cả nhà. Đẹp ơi là đẹp, có màu tím nữa nè, màu tím thủy chung. Đẹp lắm cả nhà ơi. Blume bây giờ xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân thương nha. Chào cả nhà, chào các bạn, bye bye. Hẹn gặp lại video lần sau nhé cả nhà. Bye bye cả nhà thân thương, bye bye các bạn, bye.